Mỗi người thì lại có một cái học kanji khác nhau. Có người thì học theo từ vựng, có người thì học theo bộ thủ. Mình là người học theo cách đầu tiên. Học theo từ vựng thì được cái là từ nào mình học rồi thì mình sẽ biết được mặt chữ và nghĩa của từ đó luôn. Tuy nhiên là nó sẽ có một số những nhược điểm như là dễ bị nhầm với các chữ Hán Hàn là giống nhau. Và các chữ Hán khó nhiều nét như trình độ N1 ấy thì rất là khó nhớ. Nên dạo gần đây mình vừa học theo cách số 1 vừa kết hợp với cách học số 2, đó là học theo bộ thủ. Có hai cuốn mình thấy rất hay mà các bạn nên đầu tư, đó là cuốn Hách Não 2136 Kanji của tiếng Nhật 21 ngày. Cái này thì chắc là không còn xa lạ gì với các bạn đang học bộ thủ rồi. Cái hay của cuốn sách là sử dụng màu sắc, hình ảnh và câu chuyện để giúp ta nhớ các bộ và cách đọc theo âm Hán. Các chữ Hán có cùng bộ sẽ được sắp xếp cùng nhau để các bạn dễ phân biệt nữa. Ví dụ nha, đây là những từ có chứa chữ trực. Cách để nhớ cách viết của chữ này sẽ được ghi ở đây. 10 mắt lớn nhìn trực tiếp. Đây là cách đọc của chữ này theo âm on và âm cân nha. Nếu theo bộ nhân đằng trước thì được chữ trị, người đứng nói trực tiếp sẽ có giá trị. Rất là dễ nhớ, cảm giác như là đọc một hai lần thôi là nhớ được những chữ này rồi ấy. Mà muốn học tốt thì đọc thôi là chưa đủ nha mọi người, phải tập viết thật nhiều và áp dụng trong việc đọc đoạn văn, đọc sách nữa.